Gia đình mình vui bất thình lình, Công quyến luyến chia tay, bước vào phòng phẫu thuật. Vậy là giây phút quyết định sinh tử cuộc đời đã đến. Công phải bước vào cuộc chiến tranh, giành sự sống với lưỡi hái của thần chết ở các phẫu thuật cắt bỏ khối u dạ dày. Ranh giới giữa sự sống và cái chết giờ đây thật mong manh làm sao. Đề nghị người thân ra ngoài phòng chờ, đã đến giờ bệnh nhân phải vào phòng mổ. Tiếng nói của bác sĩ vang lên, cả nhà giật mình, từng người tiến lại ôm anh Công, rồi đoạn Công vẫy tay chào. Chiếc giường đầy khuất dần sau lớp rèm xa kia, trong lòng mọi người là những nỗi lo lắng hoang mang. Trước giây phút đỉnh mệnh này, một điều may mắn đã tới với Công. Sau những ngày phải kìm nén nỗi đau, phải chịu bao gièm pha sỉ nhục, tổng sỉ vả của hàng triệu triệu chị em, các mẹ, thậm chí là các bố chửi rủa, khiến cho Công phải sống trong những ấm ức, thì cuối cùng chỉ cần một người hiểu, đó chính là Phương. Cô đã quay trở về nhà đúng lúc và kịp thời để chữa khỏi tâm bệnh trong anh trước khi Công bước vào chữa bệnh. Con tim Công đã vui trở lại, niềm tin đã quay về, khao khát đã mãnh liệt. Hơn lúc nào hết, giây phút sắp lìa xa cõi đời, Công mới thấy tiếc từng giây từng phút qua đi, tiếc những khoảnh khắc được ở bên Phương, ở bên những người thân trong gia đình. Nhưng rồi, đã đến ngày phải lên thớt. Công nằm trên giường bệnh chờ đợi, gia đình có 10 phút để nói chuyện cùng bệnh nhân. Bác sĩ bước ra ngoài, cả gia đình quây quần bên anh Công. Giây phút sinh ly tử biệt, nó mới thấm đẫm làm sao? Bố, mẹ, các em, mọi người mạnh khỏe nhé, chờ con ít tiếng nữa thôi, con sẽ quay ra để gặp mọi người. Công cầm lấy tay bố Toại mẹ Cúc. Ừ, bố mẹ và các em, các cháu sẽ đợi con ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà. Mẹ Cúc lên tiếng nhìn Công, Công khẽ gật đầu mỉm cười. Bác Công ơi, hãy chiến đấu như một siêu nhân mà cháu mới mua cho bác đó nhé, Long lên tiếng. Anh còn nợ hai thằng này một kèo bia lạc đấy nhé, khỏe nhanh còn trả, Danh lên tiếng. Rồi mọi người lần lượt ôm lấy Công lần cuối đi ra ngoài, chỉ còn lại Phương đứng đấy. Đoạn Phương tiến lại gần, rồi cầm lấy tay Công. Nhanh về với em nhé, em sẽ đợi anh. Phương nghẹn ngào rồi định quay bước đi, nhưng Công đã cầm tay níu lại. Anh sẽ về, cảm ơn em vì tất cả, vì anh đã được làm chồng của em. Nếu như cho anh chọn lựa lại, anh vẫn sẽ chọn được làm chồng của em. Phương mỉm cười, nước mắt ngấn ngấn lệ, rồi ôm lấy anh Công. Anh đừng nói vậy, em phải cảm ơn anh mới đúng. Cố lên nhé, nhất định anh phải trở về, em và tất cả mọi người sẽ chờ đợi anh. Phương hôn lên trán của Công rồi bước ra, hai ánh mắt nhìn nhau đầy quyến luyến và mỉm cười. Chắc chắn rằng Công sẽ quay trở lại để đoàn tụ, để cùng Phương tiếp tục xây dựng một mái ấm.